Thưa quý vị, cơn bão số 5 vừa qua tuy không gây ra nhiều thiệt hại lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, song cũng đã khiến cho gần 400 cây xanh đổ gãy, làm 735 trạm biến áp bị mất điện. Dù trước đó thành phố đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão, đảm bảo an toàn hệ thống điện. Vâng, và dự báo thời tiết cực đoan vẫn còn tiếp diễn những tháng cuối năm. Nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, thì Điện lực Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo cung cấp điện liên tục an toàn cho thành phố, đặc biệt là việc rà soát, tránh việc cây xanh ngã đổ vào đường dây. Kiểm tra, phát quang hành lang tuyến, gia cố những vị trí xung yếu, dễ gây mất an toàn khi xảy ra mưa bão, hay thu hồi các thiết bị cũ không còn sử dụng đang tồn tại trên các trụ điện, trạm biến áp là một vài phương án mà Điện lực Đà Nẵng triển khai nhằm hạn chế tình trạng cây ngã đổ vào đường dây ảnh hưởng đến lưới điện trong mùa mưa bão. Việc mà thu hồi cái dao ly và thiết bị nói chung là thiết bị liên quan tới những việc mà không cần thiết trên lưới điện để mà khắc phục được cái giảm thiểu về cái việc mà xảy ra sự cố trong mùa mưa bão sắp tới. Bên cạnh triển khai các công tác đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão, Điện lực Đà Nẵng còn xây dựng những phương án dự phòng nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho người dân và các khu vực xung yếu của thành phố, như việc nâng cấp hơn 3,5 km đường dây trung thế của xuất tuyến Hòa Xuân trong năm nay, sẽ tạo vòng khép giữa 3 trạm biến áp 110 kV Hòa Xuân, Liên Trì và Ngũ Hành Sơn. Khi có sự cố về điện lưới xảy ra tại các khu vực này, sẽ luôn có nguồn điện thay thế từ xuất tuyến của trạm khác. Cái khu vực mình đó là thường xuyên là mưa bão, cho nên là để mà phục vụ cho cung cấp điện mà tuyệt đối cho người dân thì mình xây dựng cái đường dây trung thế để mà tạo cái mạch vòng kết nối giữa các đường dây khác, và khi có một sự cố hoặc là gì đó thì đơn vị sẽ cung cấp điện kịp thời cho người dân, không để ảnh hưởng đến mà mất điện thời gian dài. Trong cái phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của công ty Điện lực Đà Nẵng thì chúng tôi đã sẵn sàng, thứ nhất là chúng tôi sẵn sàng một cái lực lượng xung kích có đầy đủ tất cả những vật tư, thiết bị dự phòng, xe cộ để có thể ứng cứu nhanh nhất và đảm bảo cho cái phương châm là 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, vật tư tại chỗ. Ngoài triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong mùa mưa bão, Điện lực Đà Nẵng cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền đến người dân, du khách các biện pháp sử dụng điện an toàn khi mùa mưa bão cận kề.